hai anh em sinh đôi người củi mắc bệnh hiếm với hàng trăm khối u trên cơ thể của mình. Hàng trăm khối u lớn nhỏ trên cơ thể khiến hai anh em sinh đôi, 27 tuổi Tuyên Quang, bị gọi bởi nhiều cái tên như là người củi hay thiên lôi. Chiều 14 tháng 12, Bệnh viện K cho biết vừa tiếp nhận hai anh em sinh đôi mắc bệnh hiếm gặp với hàng trăm khối u trên cơ thể. Theo đó, bệnh nhân Đinh Văn H và Đinh Văn T, 27 tuổi ở Tuyên Quang, là cặp song sinh cùng trứng nên cả hai anh có hình thức nhìn giống hệt nhau. Tuy nhiên, càng lớn càng xuất hiện nhiều khối u trên cơ thể của cả hai người, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả hai đã đi nhiều bệnh viện từ Bắc vào Nam với 6 lần phẫu thuật, chịu bao nhiêu đau đớn, mất sức, mất tiền, nhưng gần như không có cải thiện. Căn bệnh hiếm đã khiến khuôn mặt, chân tay các em biến dạng, người ta gọi là người củi, thiên lôi. Cuối tháng 10 năm 2022, hai anh em nhập khoa điều trị theo yêu cầu bệnh viện K. Tại đây, các bác sĩ đã thăm khám và kết luận hai anh em đã bị mắc u xơ thần kinh, một bệnh di truyền hiếm gặp. Cả hai anh em song sinh có số lượng u trên người mỗi bệnh nhân lên đến cả trăm u lớn nhỏ. U lớn nhất đường kính lên đến hơn 10cm, u bé như khoảng 1-2cm. Việc cắt hết u trong một lần là câu chuyện không thể. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đưa ra kế hoạch sẽ tiến hành phẫu thuật ưu tiên cắt đi những khối u ở những vị trí ảnh hưởng đến chức năng đi lại, cầm nắm, cúi gập hay nằm để giúp cả hai anh em nhanh chóng chủ động được vệ sinh cá nhân, thuận tiện sinh hoạt và có thể lao động. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ, bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng đến 18 giờ cùng ngày. Kết thúc ca mổ, các bác sĩ đã lấy được cho bệnh nhân hai anh em lần lượt là 21 và 19 ở những vị trí đã lên kế hoạch kỹ càng trước đó. Sau 6 ngày nằm viện, hai anh em được xuất viện trở về nhà, khám lại sau gần 2 tháng phẫu thuật, đều đã hoàn toàn khỏe mạnh cả hai anh em. Theo tiến sĩ bác sĩ Đào Văn Tú, trưởng khoa điều trị theo yêu cầu, bệnh u xơ thần kinh hay u sợi thần kinh là một nhóm các rối loạn di truyền do đột biến gen trội gây ra các khối u hình thành trên hệ thần kinh. Những khối u này có thể phát triển ở bất kỳ vị trí nào trong hệ thần kinh, bao gồm não, tủy sống và các dây thần kinh. Bệnh u sợi thần kinh là do các rối loạn di truyền, do vậy hiện tại không có điều trị đặc hiệu, mà chủ yếu điều trị không đặc hiệu tùy vào bệnh nhân cụ thể. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật để điều trị các triệu chứng nghiêm trọng hoặc biến chứng hoặc liên quan đến thẩm mỹ. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể điều trị phẫu thuật được như vị trí khối u nằm sâu trong thần kinh trung ương. Nguy cơ tái phát khối u xơ thần kinh sau phẫu thuật cũng cao. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.